Xin chào quý vị và các bạn, chúng ta cùng gặp nhau trong thời lượng của kênh Tin Mới. Hãy cùng theo dõi những bản tin mới nhất, nóng nhất đã diễn ra trong 24 giờ qua về tình hình an ninh trật tự xã hội trong nước và quốc tế. Xin mời quý vị và các bạn cùng theo dõi. Quý vị và các bạn đang theo dõi phần tin tức tổng hợp trên kênh Tin Mới ngày hôm nay. Sau đây là nội dung chi tiết. Thưa quý vị, sau sự việc khinh khí cầu của Trung Quốc bay qua không phận của Mỹ, bị máy bay chiến đấu của nước này bắn hạ ở ngoài khơi Carolina trên Đại Tây Dương hôm vừa qua. Mới đây, một quan chức quốc phòng cấp cao Mỹ cho biết, những khinh khí cầu như vậy từng xuất hiện ít nhất 3 lần ở thời chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump. Ngay sau đó, cựu Tổng thống Mỹ đã rất tức giận và phủ nhận tuyên bố trên từ Lầu Năm Góc, đồng thời cho rằng những thông tin này là hoàn toàn sai lệch. Khơi mào cho sự tức giận của cựu Tổng thống Mỹ là việc hạ nghị sĩ Cộng hòa Michael Watt cho biết Lầu Năm Góc từng thông báo cho Quốc hội về khí cầu do thám của Trung Quốc bay gần bang Texas và Florida dưới thời chính quyền Trump. Theo ông Watt, Washington biết đã có những vụ xâm nhập gần Florida và Texas, nhưng họ không rõ có loại hệ thống nào trên những quả khí cầu này, hoặc liệu những vụ xâm nhập này xảy ra ở vùng lãnh hải hay đất liền. Chia sẻ với Fox News, quan chức cấp cao của chính quyền Tổng thống đương nhiệm Joe Biden dẫn thông tin tình báo Mỹ cho rằng các khinh khí cầu do thám của Trung Quốc thuộc một phần của chiến dịch lớn hơn. Theo vị này, số khinh khí cầu trên đều thuộc về phi đội khinh khí cầu được Trung Quốc phát triển cho các chiến dịch do thám, vốn vi phạm chủ quyền của các nước khác. Theo tình báo Mỹ, các hoạt động trên thường được thực hiện theo sự chỉ đạo của quân đội Trung Quốc. Quan chức Mỹ cho biết thêm, trong vài năm gần đây, các khinh khí cầu của Trung Quốc bị phát hiện trên khắp Nam Châu, bao gồm cả Đông Á, Nam Á và Châu Âu. Tuy nhiên, hôm thứ Năm vừa qua, theo giờ Mỹ, cựu Tổng thống Donald Trump viết trên mạng xã hội Truth Social rằng Trung Quốc luôn tôn trọng Trump nên điều đó không thể xảy ra và nó không bao giờ xảy ra. Đó chỉ là thông tin bịa đặt. Trước đó, ông Trump đã nắm quyền lãnh đạo nước Mỹ từ năm 2017 đến năm 2021. Sự tức giận của ông Trump còn tiếp tục bằng những chỉ trích chính quyền Tổng thống đương nhiệm Joe Biden trong việc xử lý khinh khí cầu Trung Quốc. Ông Trump đã ám chỉ cáo buộc ông Biden gian lận trong cuộc bầu cử Tổng thống vào năm 2020, dù không có căn cứ, cho rằng họ chỉ giỏi gian lận trong bầu cử và đưa thông tin sai lệch. Mark Esper, từng là Bộ trưởng Quốc phòng thời Trump, cũng từng bày tỏ ngạc nhiên về thông tin này. Vị này nhận định, không thấy ai báo cáo cho ông hoặc ông đọc được bất cứ thứ gì nói rằng khí cầu do thám Trung Quốc đã bay trên đất Mỹ. Ngoài ra, một số quan chức đương nhiệm hoặc đã về hưu của Đảng Cộng sản cũng phủ nhận sự xuất hiện của bất cứ khinh khí cầu nào từ Trung Quốc trong nhiệm kỳ Tổng thống của ông Trump. Thượng nghị sĩ Tom Cotton đã nói với Fox News rằng có thể nó đã xảy ra lần đầu tiên dưới thời chính quyền ông Barack Obama và vào thời điểm đó, quân đội cho rằng đây không phải là vấn đề lớn, vì thế họ đã không phát cảnh báo về khinh khí cầu Trung Quốc. Cựu giám đốc tình báo quốc gia John Caristefri đặt câu hỏi với Fox News rằng bạn có nhớ dưới thời chính quyền ông Trump có xuất hiện bất cứ hình ảnh nào về khinh khí cầu do thám không? Theo đó, ông Redchisley cũng khẳng định không nhớ điều đó bởi vì nó đã không xảy ra. Theo AFP, trong tuyên bố hôm thứ Bảy vừa qua, Bộ Ngoại giao Trung Quốc nói rằng Mỹ quyết định bắn hạ một khinh khí cầu của Trung Quốc mà Bắc Kinh tuyên bố là bay lạc vào không phận Mỹ, đã tác động nghiêm trọng và gây tổn hại đến quan hệ song phương. Tuyên bố trên cho biết, trong khiếu nại với Đại sứ quán Mỹ tại Bắc Kinh về vụ việc khinh khí cầu bị bắn, Thứ trưởng Ngoại giao Trung Quốc Tạ Phong cho rằng hành động của Mỹ ảnh hưởng nghiêm trọng và làm tổn hại đến nỗ lực và tiến bộ của cả hai bên trong việc ổn định quan hệ Mỹ-Trung kể từ cuộc gặp cấp cao ở Bali, Indonesia vào tháng 11 năm ngoái. Bộ Ngoại giao Trung Quốc tuyên bố nước này theo dõi sát diễn biến tình hình và tuyên bố quyền đưa ra các phản ứng cần thiết. Trước đó, Trung Quốc đã chỉ trích hành động này là phản ứng quá mức, tuyên bố bảo lưu quyền sử dụng các phương tiện cần thiết để ứng phó những tình huống tương tự nhưng không nêu cụ thể. Một số nhà phân tích cho biết họ sẽ theo dõi vùng biển và vùng trời Đông Á để xem có dấu hiệu gia tăng căng thẳng hay không, khi Mỹ và các đồng minh tiếp tục điều tàu và máy bay đến khu vực để tuần tra,
Tuy nhiên, giới quan sát cho rằng dù căng thẳng tăng lên trong mấy ngày qua vì vụ khinh khí cầu, cả Bắc Kinh và Washington đều đang cố gắng cải thiện quan hệ. Trong khi đó, Reuters trích dẫn một tuyên bố của Không quân Colombia cung cấp các chi tiết liên quan đến vật thể nghi là khinh khí cầu lọt vào tầm ngắm của hệ thống phòng không nước này vào sáng sớm 2 ngày trước đó. Theo Reuters, hôm qua lực lượng Không quân Colombia cho biết qua hệ thống phòng không, họ đã phát hiện một vật thể giống như khí cầu vào ngày hôm qua và được theo dõi cho đến khi nó rời khỏi không phận quốc gia. Tuyên bố của quân đội Colombia không đề cập đến nguồn gốc của khinh khí cầu là từ nước nào. Theo thông báo từ không quân, vật thể bay ở độ cao khoảng 17 km với tốc độ trung bình 46 km/h, song không phải mối đe dọa đối với an ninh quốc gia, quốc phòng cũng như an ninh hàng không. Colombia nói thêm rằng họ đã tiến hành điều tra, phối hợp với các quốc gia và tổ chức khác nhằm xác định nguồn gốc của vật thể. Trong bối cảnh Mỹ, Trung Quốc cáo buộc lẫn nhau về khinh khí cầu do thám tầm cao trên lục địa Mỹ. Mới đây, nhiều câu hỏi đã được đặt ra rằng trong thế giới có công nghệ giám sát tiên tiến, bao gồm cả máy bay không người lái UAV và vệ tinh. Tại sao một số quốc gia lại sử dụng khinh khí cầu để do thám? Điều này sẽ được chúng tôi tổng hợp ngay sau đây. Theo trang web của Trung tâm Nghiên cứu Chiến lược và Quốc tế, khinh khí cầu là công cụ quan trọng để thu nhập thông tin tình báo trong thế kỷ 19 và việc các siêu cường quốc dùng khinh khí cầu để do thám là chuyện bình thường. Chẳng hạn, Mỹ đã sử dụng khinh khí cầu tầm cao vào những năm 1950 để do thám Liên Xô. Theo tờ New York Times, các khinh khí cầu này bay qua các nước thuộc khối Xô Viết dưới danh nghĩa nghiên cứu khí tượng. Tuy nhiên, động thái này đã mang lại nhiều sự phản đối từ Điện Kremlin hơn là thông tin tình báo mà Mỹ thu được. Thời đó, Liên Xô cũng đã bắn hạ các khinh khí cầu này. Ông David D. Grotris, giáo sư tại Trung tâm Nghiên cứu Chiến lược Cận Đông Nam Á tại Đại học Quốc phòng ở Washington DC, Mỹ cho biết, khinh khí cầu do thám cũng có thể có khả năng thu nhập tín hiệu điện tử và chặn liên lạc. Theo tờ New York Times, trong khi các vệ tinh do thám có thể nhìn thấy hầu hết mọi thứ, thì những khinh khí cầu được trang bị cảm biến công nghệ cao sẽ bay lơ lửng phía trên một địa điểm lâu hơn và có thể thu sóng vô tuyến, di động và các đường truyền khác mà không bị phát hiện từ không gian. Đó là lý do tại sao việc phát hiện khinh khí cầu ở Montana là việc quan trọng. Theo Michael Clarke, giáo sư thỉnh giảng tại khoa nghiên cứu chiến tranh tại Đại học King's College London, Anh, chỉ trong khoảng 10 năm trở lại đây, quân đội mới chú ý trở lại với khinh khí cầu bởi vì họ thấy chúng hữu ích như thế nào hoặc có thể hữu ích như thế nào. James Roger, học giả tại Đại học Nam Đan Mạch và Đại học Cornell, người hiện tư vấn cho Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc về mối đe dọa xuyên quốc gia của máy bay không người lái cho biết, khinh khí cầu mang lại một số lợi thế so với việc sử dụng vệ tinh hoặc máy bay không người lái. Chúng không chỉ rẻ hơn so với phóng vệ tinh, mà khi khinh khí cầu có thể thu được hình ảnh chất lượng tốt hơn khi hoạt động gần bề mặt trái đất hơn. Học giả Roger thông tin thêm, thế hệ khinh khí cầu mới nhất là công nghệ cao, là hệ thống có thể bay cao tới 27.432 km. Thậm chí khinh khí cầu thế hệ mới có thể triển khai hệ thống máy bay không người lái riêng và có khả năng phát hiện tên lửa đang lao tới. Trong khi đó, giáo sư Michael Clarke nhận định khinh khí cầu có thể bay cao hơn tầm hoạt động của hầu hết các máy bay. Và tốc độ chậm của khinh khí cầu đồng nghĩa với việc không phải lúc nào radar cũng phát hiện ra khinh khí cầu. Cùng với đó, công nghệ bổ sung màu sơn bề mặt có thể giúp khinh khí cầu được giấu kín tốt hơn. Thậm chí nếu thời tiết thuận lợi, khinh khí cầu có thể duy trì vị trí tại một khu vực trong thời gian dài hơn vệ tinh. Chuyên gia Clarke nhận định vệ tinh có thể cung cấp hình ảnh có độ phân giải cao nhưng lại chỉ có thể duy trì ở một vị trí trong thời gian tương đối ngắn. Trong khi đó, việc duy trì lâu dài tại một vị trí sẽ mang tới lợi thế và khả năng giám sát, thu nhận lưu lượng truy cập không dây hoặc máy tính. Ngoài ra, khinh khí cầu còn có lợi ích cao về chi phí. Trong suốt vòng đời, một vệ tinh có thể tiêu tốn tới 300 triệu đô la Mỹ theo ước tính từ năm 2020, còn khinh khí cầu công nghệ cao nhất cũng sẽ rẻ hơn nhiều so với một vệ tinh. Và thông tin vừa rồi cũng đã kết thúc video ngày hôm nay của chúng tôi. Rất cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Xin chào, tạm biệt và hẹn gặp lại!
Trên đây là những thông tin tổng hợp chi tiết những nội dung nổi bật trong ngày của tin mới. Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý theo dõi tới cuối video này. Mọi ý kiến đóng góp quý vị hãy để lại trong phần bình luận phía dưới để đội ngũ của chúng tôi có thể kịp thời giải đáp. Kính chào quý vị và hẹn gặp lại!